Ơi, các bạn, cái này là nhà ông già két két. Bữa nay nhà ông già két két làm tiệc tép. Cái này là từ Christmas sẽ chưa có gỡ xuống. Hãy chờ mà. Hello bạc. Hello chào. Đây là bạc. Đi đi chợ hấp chúng ta bạc lại phải đi mua bạc á. Ngal bạc là ta năng là. Phải bơ mà chân này người đi chừng ngầm. Đây hấp yung bia ya hả? Đó hấp yung bia. Phải tắc uy một tao lên chạy ra để tắc cho tao nó. Bữa nay ăn món gì vậy? Món chuối. Ơi chú đây. Bánh xèo. Bánh xèo hả? Mà wow, đã à. Đó tụm đó là. Cái này là cái gì đây? Chicken. Bún. Bún cực bơ nó. Tụi cực bún chiều làm. Làm hay mua vậy? Làm, tụi làm. Làm, đừng mọ là làm ấy chứ. Đừng mọ làm. Mọ biết quá chứ. Mọ biết quá chứ. Nâu lấy. Cái nào là đơn, cái nào là chờ. Tụi em ăn. Có cái cối hả? Tôi khơi như tôi bỏ nên nên sao. This is that for rice and this is for noodle. Đây mà tao hả? Đây, bún nóng. Ờ. Đây có mì cay đó nè. Thả nào mà họ ăn dữ. Họ tập không trước sao? Ở nhà rồi. Cái này chắc là salad à? Xoài ở trên. Có gì? Tôi. Cái này nữa nè. Ta có giọt lên tất cả mấy cái này từ đi về nhà. Đến là một nồi kìa. Những người nào mà biết thì họ mới kiếm ra được, tại vì nó mọc chỗ khó lắm. Thôi là có ông nhân nhân là cái gì khó thôi. Giống như cỏ. Nhưng mà nó mọc cái chỗ nào mà có kiểu như là ấm ướt á, vừa có nước chút chút, không quá khô, không quá nhiều nước. Nên là người nào mà giỏi họ mới kiếm ra được. Với lại nó giống cỏ, nhìn rất là khó nhưng mà rất là thơm luôn. Thấy vô nhà. Mình chắc thử. Luôn á. Mình sẽ thử. Gì á? Này là ớt đó, ớt nhà làm. Đây, mình sẽ ăn với nho. Nếu ăn với cái gì cũng được. Mấy cucumber. Mấy con nào cũng ngon. Nó còn thơm luôn. Rồi đi kiếm mấy đứa nít nè.
Thế mình dẫn được kìa. Not allowed. Not allowed. Giống cái này mà này. Khó cho người ta lấy. To rồi xe mi to nữa. Nóng. Ngon tới giờ. Gọi các bạn mới ăn bánh xèo. Đó nhung nhung ta, làm nọ yêu sao vậy? Mới sẽ cởi áo. No, 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 please. Cởi áo, please, please. One layer, only. Okay. No, no, no. Okay, okay. No, no, come play with. Play with hâm bạc. Thử đi, biết cái này không? Biết thử nè. Nhà bó có nhựa. No, no, ô khâm, nhưng chưa có ô khâm là là trọt. Nhỏ nhỏ cái này nè. Nhiều rồi. Hết tiêu rồi. Sao nó phải sao? Cái này quá. Đây đó. Sao nó phải bóng lưng đó. Cái này cái trái trái lạ, không phải ớt khô, có trái lạ trong đó nữa. Trái khác nữa. Có một cái trái gì khác nữa, nó hồi dầm ra để nó nắng nữa, cay hơn. Nó họ làm gì mà sao đâu vậy, nhưng mà nó thơm thơm lo lo play with à, đừng để mong ngu sợ rồi. Cái này mà nhun nó lo hả, mì xào nó lo sườn mì xào hả, đẩy lên một chút á nó thơm thơm thì ngon hơn. Sao nó lo thế mà mỗi mỗi sao sao chút vậy, mỗi cái ớt này khác nhau. Pro xà yêu pro yêu minh lá yêu yêu pro đi à, ngay cái đó à, ý cà là ui nhân pro nữa, nhân pro vẫn ăn cà liền, ăn đó ăn lẻ là chúc ăn đó đó, chào mà, no, I make a different style, phải cái tim để giăng lên bão cả nè, thơm hơn, mốc, giấc, huyệt to là bạn tim à, to, nó uể, nó à. Long khao quang nắng im mà nắng tối quá. Ta là phong lòng đi. Oh, no, đây là lịch vợ. Nắng hát bị ở chỗ. Hằng khao. Hằng hả? Kay quay ngồi nha. Ngồi đây ngồi. Ngồi lạ em lấy cho lá ngọt. Cái này ngon dữ. Lá nào cũng được. Chưa có ngon hay sao mà ngon hơn. Cái này ngon hơn. Đắng là cái. Đồ cái dưới nó ngon hơn. Okay, cái đó ngon hơn, nó xanh hơn. Nó lựa đồ ngon mà trên là ngon. Đây. Này. Giao cái này. Mấy lựa đồ ngon lắm. Chicken. Chicken. Nước mắm ngon. Ăn hết đi. Ngon thì ăn hết nước mắm kia nè. Nhiều lắm luôn hả? Mình đang bị off lực. Đây là bang nó hạt mía sa to, bang là cái nhung hạt bay to to to. Ngon lắm. Nên là bio tôi hơn trăm cái chi kít bông là 700.
Mới đem thử thử anh chưa trộn quất năm muỗng lên lên sao cày nó lại đâu nó lại im sao phải đi nữa lên cày lắm à năm muỗng à nước cơ thập phẩm bát plei huy plei plei huy ông bát đi không bát nữa anh ông bát nhỏ như tại tiêu tại tiêu đó mà khác thơm thơm đó trong rừng trong núi này này ông làm à cũng phải cũng mới anh em cinnamon cho ồ có cinnamon này cơ hả? Nhưng mà trái của nó đúng rồi, trái 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 cinnamon chứ mà cái lá này cay thơm lắm, cay cay nó thơm lên nhưng mà cái này ăn mì khô mì xào á để bỏ là ăn ngon bữa nào ấy nó ra ra trên kia nó co rồi dùng co rồi đừng nhắc nữa con đổ mồ hôi à con quất năm muỗng ớt rồi ba xe ba xe là mình gì hả biết quạt biết quạt nào có 3 tiếng thôi mà. Không phải chỉ có một năm một tiếng thôi. Tiếng bên nào, tiếng dài, tiếng Việt. Tiếng Anh nữa là 4. Quá. Mấy đứa nhỏ thì tiếng Anh thôi. Dạ quan sao đấy. Ok, cái tôi giờ lên cái cái bạn. Lên nhà thật dạ hai rồi. Đấy. Nó sẽ ăn bình thường. Đâu biết giờ muốn cái nào lấy nguyên cái đưa cho vợ vợ lấy xong mình đem lại bà chưa cái bông có khỏi bông à còn ra ai cũng sợ ngồi vậy ngay có gì vậy không biết không lên đi ngồi đi ngồi đi tối nay chứ xong ngủ sofa mà ngồi đi. Đâu chưa bà? Hả? Ba ngồi bà. Good. Ba. Ngồi bà. Ba ngồi đây bà. Lay the toy, this one is it's super good. I like it. Ngồi bà. 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 Ăn bún cầm đổ. Nó không đúng làm ta đúng. Thưa được lắm rồi. Thưa ạ. Lần cuối cùng là nó đi ăn. Cái này cũng làm ăn ăn này ngon mà. Mẹ thật mà. Mất nồng. Chúng lên cái chân thấy em. Thấm lòng. Ok. Get more, more. Get more. Thưa nào được ạ. Mơ được. Cơ măng chua mà. Năm măng không?
Rồi sao bên sale tôi nói hả? Bên sale sao? Ủa sao ghi chữ đây măng tôi nói hả? Cái hũ của nó thôi. Cái này là cái lá này đặc biệt lắm hả? Hiếm không có luôn đó. Rất là hiếm luôn. Phải không? Đây là người dân có đó. Trong rừng chỗ em ở có nhưng mà hiếm lắm, không phải người nào cũng lấy được. Tại cái lá nó rất là thơm nhưng mà nhìn giống mấy cái cỏ. Có vỏ bồng ngọt. Có lá gì không? Không. Lá em không biết. Lá đó là lá. Anh nãy giờ không biết là quay phim đó. Rồi trước làm nữa. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ ăn cơm nè. Cái này là lá khổ qua nè. Lá khổ qua của ông nấu. Thì mình ăn với ớt, có ớt xanh ở trên này. Cái này ăn bằng tay. Ăn bằng tay mới ngon. Lá mì à? Lá khổ qua. Đắng lắm á. Làm đắng ăn với ớt nè. Không đắng lắm. Ăn mà được. Ờ, bạn ăn gì? Bác hỏi. Bác sao? Nó có mấy mặn không? Ăn đổ này á. Ăn hết rồi. Ăn này xong rồi ăn bún nữa. Ăn everything luôn. Lâu rồi, tạm qua. Ồ, nhìn thế. Đâu, chứ gọi đi. Ừ. Mà còn ít đi. Lâu rồi. Điều là... Điều. 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 Có hầm đang cần. Lát hôm qua kiếm hiếm. Kiếm hơn là mấy cái rau khác. Để ăn cá là ngoài bèo quá ấy. Rất bắt đầu. Lực. Tình thần tay nó phải như bạn lợi ích chứ. Tình thần tay nó phải như thôi sáng sáu quay phim thôi đó ba dương ơ có mấy hả hả quả bộ làm phim đó nè để quay về đây vợ anh buồn làm phim ấy được không đáng làm phim đó đang gọi phải buồn làm phim nên nói đây vừa một cái là một cái vừa hai chục anh hả wow cay vẫn còn cái xem đi cái quạt cầu hút thôi ngồi bác đi một dọc đâu ăn thư đừng đi thương ngon không cái nào bỏ ở nào bóp nâu nó cho nó một cái lấy hai cái đi thôi một cái thôi ăn hai cái đi ăn hết mà bây giờ ăn cơm rồi mà ăn cơm ăn nữa để ăn xeo rồi ăn xeo ăn xa tích chứ tôi hay rong như thường là thế hả biết đâu tú không biết nhụt sao nhụt mình chưa có mình nhụt đừng to ba đi nhụt đi ba đưa lấy tôi nhụt nó là bị dao ba ngoài ngoài ba như chưa như bị ly như nó nên là đi lăn đi ao đi nó tặng đến chân hơi nhụt nhụt sao nhụt à nhụt đấy sao vậy sao vậy sao nào đúng không nhụt là sao sao nó không ra ra cái gì sao lắm quá sao vậy nhôn cái này mày khó học à mày rồi bà mày mà rắp thế dạ tìm mà rắp thế ôi lại one more no that's it No, mà hạ rác, no, muối, đường, mè. Anh sang hắn bầu, đi hắn bầu gì hả? Không cần nữa. Không cần nữa. No, muối.
nó béo hơn. Hấp nào luôn như là cà phê. Nhà bờ to người là tay lắm cái chim bụi hết. Tay gọi nâu thì nó cũng gọi, nó bơ người thế là đi gọi hôn. Điều có bảo đấy. Cái bạn cái đàn ấy. Ừ. Đâu ta lại gọi nó là phải lơ bên nó tặng bọn đi nữa. Ta bắt cốc đâu nữa, cốc cỡ đâu ông đi. Tại bọn gọi y chị là các bơ cậu bọn đi nó biết sao nó đông. Thấy không? Nếp nếp ờ. Ờ. Ừ. Đúng rồi. Nhớ bên ngon nè. Ờ biết một cái bé. Đi lên trang ốp nè. Để bông nó là ô bên này. Hả? Hút à, hút rồi à, rớt à. Tỏ dạ rồi hả? Hút nữa rồi. Mà tiêu nó là chim. Chim là không gì. Giờ có nào tươi này hả? Hạt bao ưu sọt rồi. Giặt tàu. Giặt tàu sọt rồi út. Tìm gì chỗ có hấp này cần tiêu. Mà tươi thì ở đây mà đừng. Thế hả? Thế hả? Hôm nay cho tao sao thằng đem hoa hạt tập măng đi học hạt luôn vậy lông sao đúng rồi đi im nó bắt cặp nó im kiểu này im mà nó mà hả in non để xài yam in để bỏ khai loại yam lơ in khai gì bỏ bỏ cái yam lơ không sao gì nạp in mà nó cả lơ quá nó nhưng yên là phom chưa tốt có chút hình yên là phom thấy Ừ. Tốt tốt mà hay kìa đi lá xìu tốt đó cha ngươi lo cho mà đây à con treo cha ngươi trụ đắp mặt cho con ngàn hết vừa lo thì vừa mà hết ta chết ra là tăng chút cần lúc mà đi rồi hộp con hàng rồi đấy mặc ngập cho lại rồi mặc ngập xạ bệ xạ bẩm xạ tọ rồi chọc với nhau thì เชื่อว่าไหนเชื่อว่าไหนจะงูจะจบไหมน้องไทยอันเดียวได้หรือได้อีวัชชุบเลยเราชัดชัดแล้วเลยเดี๋ยวเราไปยังตีเลยเราไปอุ้มนอนแล้วสวยนะรู้เชื่อเป็นยังไงเป็นยังไงบอกว่าเป็นยังไงได้จู้เหรอนอนเหรอบ้องเลยเหรอบ้องเลยเหรอเลยตีเดินเดินเดินเดินตีหมอกเล็กใต้ขึ้นมา มันก็บ้องกระป๋าละมันแหวงให้งงเลยตีมันบ้องบ้องอุ้มงานด้วยใช่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 
bóp kêu tên kêu cảm ơn. Mày kêu mới đây mới là người cảm ơn đi qua ăn còn cảm ơn. Nói thành tiếng đó. Mặn lại thêm mì tạm trà. Chị mất cái năm á. Đi đưa 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 đưa. Lắp quá bên kia? Bên kia? Đang vui nó hay đang nhâm được rồi. Quay hai người đó. Nó một cái kiểu biểu lại. Ờ, chắc khổ quá. Liền tại vì ao. Quà vì ao á. Cái này là đắng đắng nhưng mà ngon. Măng này. Măng cầu.
hai ba chục người mà ăn cái này mà không hết không hiểu được. Đúng rồi, con đai cái này luôn nè. Đâu ăn mỏi. Chú ăn xong ăn hết nổi không? Nổi chưa? Các sĩ đó các bạn. Các sĩ mà bỏ rồi, bỏ nghề rồi. Bỏ nghề cái gì rồi, làm người công ty thôi. Để một hồi chú hát một bài cho các bạn nghe đi, chú hát hay lắm. Đây, xin chào các bạn. Thì hồi nãy mới nói là chú sẽ hát một bài. Thì bây giờ chú sẽ hát một bài cho các bạn nghe. Đó là bài Hãy Về Đây Bên Anh. Chú sẽ vừa đánh đàn vừa hát. Ngày đó thì có iPad tại vì không có thuộc lời. Các bạn thông cảm nha. Mời các bạn cùng lắng nghe chú hát nha. Một mùa thu tan hoa lá vàng rơi khắp sân, mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ. Từ khi em ra đi từng hàng cây thương xuân dường như cũng đã sắp sửa đi nhiều. Rồi mùa thu đi qua khi mùa đông đã về, chờ mong tin em nhung sao chẳng thấy. Người yêu ơi em có còn yêu anh nữa không, mà sao không thay một lời cho nhau. Hỡi có biết anh nhớ em nhiều lắm, những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào, lòng anh cũng biết bao ngờ rằng em còn đây. Nửa hôn trao ngân ngây ôi tình yêu tuyệt vời. Người hỡi có biết anh nhớ em nhiều lắm, đã bao tháng năm qua anh vẫn mong vẫn chờ. Giờ em đang ở đâu, hãy về đây bên anh. Tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân. Rồi.